Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày được phát sóng hàng tuần trên kênh VTC16. Chương trình có sự đồng hành của Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin toàn cảnh về sâu bệnh và dịch hại hàng tuần, cũng như khuyến cáo kịp thời của các cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật để bà con có đầy đủ thông tin, kiến thức bảo vệ cây trồng. Tuần này, thời tiết toàn khu vực miền Bắc có mưa ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Hiện nay, diện tích trồng chè trên toàn miền là 81.000 ha, sinh trưởng phát triển phổ biến ở giai đoạn phát triển búp và thu hái. Trong đó ghi nhận 393 ha chè bị bọ xít muỗi gây hại, 277 ha bị dây xanh tấn công và khoảng 142 ha bị bọ cánh tơ cắn phá. Để phòng ngừa và hạn chế sâu bệnh hại trên cây chè, bà con nông dân cần chú ý. Đầu tiên là cần phải bón phân cân đối, giữ ruộng sạch cỏ, tránh trồng xen hoặc xung quanh ruộng các cây ký chủ của dây xanh. Hái chè đúng kỹ thuật, đúng thời điểm, tránh búp chè ra đúng thời điểm sâu hại, ra rộ, gây ảnh hưởng đến chất lượng của búp chè. Sử dụng cây che mát, tưới phun mưa trực tiếp vào búp chè để hạn chế sâu hại chè. Lưu ý là chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Tiếp theo thì sẽ chuyển sang thời tiết tại khu vực Bắc Trung Bộ. Tuần này ở khu vực này thì mây thay đổi đến nhiều mây và đêm sáng sớm có mưa nhỏ ở một vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều nắng nhẹ. Thưa quý vị, vụ đông xuân 2021-2022, toàn vùng gieo cấy khoảng 350.000 ha lúa. Và lúa chủ yếu đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh làm đồng. Một số diện tích lúa sớm đã bắt đầu chỗ. Điều kiện thời tiết kết hợp với các giai đoạn lúa đang rào tán tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sinh vật hại phát sinh phát triển gây hại. Trong đó cần đặc biệt chú ý đến bệnh đạo ôn gây hại. Và để bảo vệ sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do những đối tượng này gây ra thì bà con cần phải chú ý. Đầu tiên là cần phải tiến hành tăng cường kiểm tra đồng ruộng, thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh đạo ôn theo khuyến cáo và chỉ đạo của cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật tại địa phương. Thời tiết tại khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên tuần này, ngày trời nắng, chiều tối và đêm se lạnh và có khả năng còn xuất hiện mưa dông trái mùa. Hiện nay thì toàn vùng khu vực này có khoảng 290.000 ha lúa đông xuân, giai đoạn sinh trưởng từ làm đồng, chỗ, ngậm sữa. Và đây được xem là giai đoạn sung yếu của cây trồng với một số đối tượng dịch hại, đặc biệt là dày nâu, dày lưng trắng. Chính vì thế mà bà con cần phải chú ý là tiến hành thăm đồng thường xuyên, ngưng bón đạm khi bệnh đạo ôn chớm xuất hiện và không để ruộng khô nước. Tiếp theo đó là cần phải tiến hành điều tiết nước trong ruộng lúa để giảm mật độ dày. Thứ ba là cần phải sử dụng thuốc đặc trị trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng. Ngoài ra, 120.000 ha điều tại khu vực này cũng bị bọ xít muỗi và bệnh thán thư gây hại. Hiện nay, thời tiết thuận lợi cho cây điều sinh trưởng nhưng cũng tạo điều kiện cho các sâu bệnh hại tấn công. Chính vì thế mà bà con cần phải tiến hành thăm vườn thường xuyên, phát hiện sâu bệnh để phòng trừ kịp thời. Làm sạch cỏ dại trong vườn, cắt tỉa tạo tán thông thoáng để hạn chế nơi trú ngụ của bọ xít muỗi. Lưu ý là cần phải chủ động phòng trừ theo quy trình kỹ thuật quản lý bọ xít muỗi và bệnh thán thư hại điều do Cục Bảo vệ Thực vật ban hành. Cuối cùng sẽ là hình thế thời tiết tại khu vực Nam Bộ. Vâng, ở khu vực này thì thời tiết trong tuần phổ biến có mưa rào và dông ở một vài nơi. Và hiện nay thì ở đây đã xuống giống được khoảng 290.000 ha lúa hè thu, cây lúa tập trung ở nhiều giai đoạn mạ, đẻ nhánh, đồng chỗ, chín. Và diện tích lúa nhiễm sâu năn, muỗi hành hiện nay là khoảng 132 ha, tức là tăng 68 ha so với tuần trước. Chính vì thế mà bà con cần phải chú ý. Đầu tiên là cần phải tiến hành theo dõi bẫy đèn phát hiện kịp thời cao điểm của thành trùng sâu năn và tuân thủ lịch thời vụ của cơ quan chuyên môn. Cây ải phơi đất ngay sau khi thu hoạch lúa tối thiểu là 15 ngày, vệ sinh sạch cỏ dại, lúa chết trong ruộng, lúa hoang mọc ở các kênh mương, hạn chế gieo trồng các giống lúa thơm nhiễm sâu năn như là Jasmine 85 hay là OM4900, áp dụng gói kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, công nghệ sinh thái trồng hoa trên bờ ruộng. Làm đất kỹ và san phẳng mặt ruộng, không giữ nước ruộng sâu quá 5 cm và tưới nước tiết kiệm, ướt khô xen kẽ, không xử lý hạt giống và không phun thuốc trừ sâu ở giai đoạn đầu của cây lúa.
Ngoài ra thì bà con cần phải bón phân cân đối, không bón thừa phân đạm và sử dụng chất kích thích sinh trưởng ở giai đoạn mạ đẻ nhánh, tăng cường bón phân lân, kali, bổ sung thêm phân có chứa hàm lượng canxi, magie hay là silic. Bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày của kênh VTC16 đến đây là hết. Cảm ơn Cục Bảo vệ Thực vật đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.